chở các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Quay S110 dọn đẹp rực rỡ xuyên màn đêm. Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên về chiếc Quay S110 bên dưới đây, đó là sự hào nhoáng về vẻ bên ngoài của chiếc xế. Sẽ được khoác lên mình một hàng loạt đồ chơi hàng hiệu cực chất trong một ảnh đầy ấn tượng lung linh. Qua bộ ảnh tuyệt đẹp ở dưới đây với cái nhìn đầy nghệ thuật, cùng ngắm qua cái siêu phẩm huyền thoại của dòng xe số vẫn đang hot đến ngày nay với các dân chơi Việt nhà nào nhà cái chế. Quay S110 độ đẹp đến ấn tượng qua bộ ảnh đầy lung linh của các biker Việt. Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên chiếc xế, đó là khoác lên mình bộ cánh bạc đầy nổi bật và mạnh mẽ. Trang bị bộ cánh với bộ tem quay S110 đầy nổi bật và tinh tế. Qua bộ ảnh đầy nghệ thuật của tay nhiếp ảnh, các chiếc xe trở nên cực kỳ lung linh hơn trong từng góc nhìn. Qua bản đồ này, xe được nâng cấp một loạt đồ chơi hàng hiệu danh giá như trang bị cụm tay thắng Rainbow RZ, trang bị cụm công tắc Honeywish đậm chất thể thao và phong cách. Đồng hồ nổi bật trên xe đó là đồng hồ Casio AS2. Nâng cấp chiếc phanh trước với heo Rebel Bilic. Phanh sau cũng là hàng hiệu từ đĩa ra cái test thể thao. Bắt mắt với dàn chân bánh cầm cùng với điện nhôm SL bỏ đu lớp. Cặp giảm sóc sau của xe được nâng cấp hàng khủng hơn với phục Hoylin đầy danh tiếng. Một Ấn Độ cực chất đến từ dân chơi Việt phải không mấy chơi? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.